Chào tất cả anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một mặt hàng sưu tầm. Đó là cái mẫu hộp nhạc của hãng tập đoàn Sankyo. Một tập đoàn mà gia công về điện tử nổi tiếng đã 70 năm qua. Tập đoàn Sankyo là cái tập đoàn hiện tại của mình đang làm việc. Đợt này mình giới thiệu với anh em một mặt hàng đẳng cấp, chất lượng phải nói là đẳng cấp, không thể kiếm đâu ra là một cái hộp nhạc mà chất lượng chuẩn của Nhật Bản như thế này. Hàng này là mình sưu tầm về vì mình làm trong công ty của Sankyo cho nên là mình mới đặt được về để anh em có những món sưu tầm đẳng cấp nhất cho một cái phòng khách và một anh em nào có yêu thích về âm nhạc thủ công. Anh em đang nghe một bản nhạc Canon, một cái bản nhạc của tiếng Anh của nước ngoài được sản xuất bởi Sankyo, những kỹ sư Nhật họ canh chỉnh âm thanh. Anh em có thể nghe qua từng cái nốt nhạc phải nói là chuẩn đến tuyệt vời. Thì một cái mẫu hộp nhạc sưu tầm như thế này hồi giờ chắc anh em cũng chưa gặp, nhưng đối với nhiều anh em lớn tuổi như đi theo cùng năm tháng mấy chục năm qua chắc cũng từng biết nó. Thì anh em nào muốn sưu tầm cái mẫu hộp nhạc của Sankyo này thì liên hệ bên phía mình bán với giá là 3 triệu chưa phí vận chuyển. Chất lượng đẳng cấp, thương hiệu đẳng cấp, không có gì để mà chê về một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao như thế này. Trong này nó có 4 bản nhạc gồm có bài hát Canon, Memory nỗi nhớ, Akaronbo và Tassimo Nandodon, dịch ra là Luôn Mình Tôi. Trong 4 bản như thế này, anh em muốn chọn bản nào thì anh em liên hệ bên phía mình sẽ làm clip riêng từng bài từng bản cho anh em. Anh em nghe xong ưng mẫu nào cứ báo cái tên cái mẫu đó thì mình sẽ gửi hàng cho anh em. Hàng này là mang tính chất sưu tầm nghệ thuật, cũng rất là khó mình mới lấy được về, vì mình làm ở trong công ty, mình là nhân viên trong đó, mình mới đặt được về thôi chứ người ngoài cũng rất là khó đặt về. Hàng số lượng hạn chế, chỉ được ưu tiên cho nhân viên bao nhiêu cái thôi, cho nên vì vậy rất là hiếm. Anh em cứ xem qua và yêu thích mẫu nào thì liên hệ mình. Và lần nữa mình để anh em nghe hết một bản nhạc của cái thương hiệu tập đoàn Sankyo này sản xuất về hộp nhạc này ha.